Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã, trong ngày thứ tư, chính quyền Ân Thi cho biết đất lở tại thượng nguồn sông Thanh, một phụ lưu của sông Trường Giang, đã khiến con sông bị chắn ngang và tạo thành một lòng hồ. Mực nước ở thượng nguồn hiện tại đã tăng lên 6 mét. Cơ quan kiểm soát lũ địa phương cho biết dòng nước có thể làm cuốn phăng bờ hồ bất cứ lúc nào và tạo ra lũ, đe dọa nhiều ngôi làng và thành phố Ân Thi. Chính quyền kêu gọi người dân, nhất là những người sống ở các thị trấn lân cận, không được di chuyển dọc bờ sông Thanh và khẩn trương thực hiện việc sơ tán để đảm bảo an toàn. Một hồ chứa nước gần đó đang được xả nước để chuẩn bị ứng phó trong trường hợp hồ sạt lở bị vỡ. Theo Hoàn Cầu Thời báo, trước đó chính quyền Ân Thi nâng mức ứng phó khẩn cấp nhằm kiểm soát lũ lên mức cao nhất từ ngày thứ Bảy sau khi thành phố bị chìm trong nước lũ do mưa lớn. Nhiều xe cộ bị cuốn trôi trong khi đường ra tắc nghẽn. Nỗi lo về đập Tam Hiệp, mực nước dâng cao, đê vỡ hay cảnh báo mới nhất về lũ lụt trên sông Hoàng Hà vừa mới được kiểm soát phần nào, thì Trung Quốc lại phải đối mặt với nguy cơ này. Hiện Trung Quốc đang trải qua một trong những mùa mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Từ đầu tháng trước, mưa lũ đã khiến mực nước tại 435 con sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo, trong số đó 35 sông đạt mức kỷ lục. Mưa lũ khiến 39.000 người bị ảnh hưởng, 145 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế nặng nề. Thưa quý vị, 12 thành phố thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc nằm bên bờ sông Trường Giang. Sông Hoài và Hồ Sào Hồ đang trong giai đoạn ứng phó lũ khẩn cấp khi mưa to tiếp tục trút xuống khu vực. Tân Hoa Xã tối Chủ nhật dẫn lời giới chức kiểm soát lũ tỉnh An Huy cho hay, dòng chảy chính của dòng sông Trường Giang và sông Hoài ở An Huy đã vượt mức cảnh báo. Giới chức dự báo những khu vực phía nam sông Hoài sẽ hứng mưa to trước ngày thứ Ba. Ngoài ra, mực nước ở Hồ Sào Hồ, một trong năm hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc, đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Tân Hoa Xã dẫn thống kê từ Ủy ban giảm nhẹ thiên tai An Huy cho biết, đến 11 giờ sáng Chủ nhật, mưa lũ đã gây ảnh hưởng cho hơn 9,4 triệu người ở An Huy, trong đó có 112 triệu người phải sơ tán. Mưa to cũng đã khiến cho hơn 1 triệu hecta hoa màu ở An Huy bị thiệt hại và gây tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 35 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, những cơn mưa tấn công tỉnh An Huy, nơi từng hứng chịu trận lũ lụt kinh hoàng năm 1911, khiến nơi này một lần nữa phải khốn đốn vì lũ dâng cao. Nghiêm trọng hơn là làm vỡ đoạn đê dài 70m ở huyện Bà Dương, khoảng 9.500 người ở khu vực tỉnh An Huy phải sơ tán. Hôm thứ Hai, giới chức An Huy đã dùng chất nổ phá hai vị trí trên con đê nói trên vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày để nước chảy vào hai khu vực trữ nước lũ. Đây là đợt phá đê thứ hai ven sông, một chi lưu của sông Trường Giang, sau khi một đoạn đê khác bị cho nổ hai ngày trước đó. Sau khi mưa to liên tục, mực nước ở thượng nguồn sông Trừ tăng nhanh và tình hình lũ trở nên nghiêm trọng hơn. Mực nước tại cửa sông chạm tới 14,33 m vào lúc 1 giờ sáng thứ Hai, vượt mức an toàn 0,83 m và sắp chạm tới mức cao lịch sử 14,39 m. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang chịu trách nhiệm giám sát lưu vực sông Trường Giang đã ban hành cảnh báo về khả năng mực nước tăng nhanh ở thượng nguồn và trong hồ chứa của đập Tam Hiệp. Ủy ban này dự báo dòng nước đổ về hồ chứa sẽ đạt với vận tốc 62.000 mét khối trên giây vào tối nay. Theo mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, vào lúc 14 giờ ngày thứ Hai, hồ chứa của đập Tam Hiệp đón nhận dòng nước lũ với lưu lượng 55.000 mét khối trên giây. Mưa lũ trong nhiều tuần qua ở miền Nam Trung Quốc đã gây ảnh hưởng cho 14 triệu người và thiệt hại kinh tế khoảng 27,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ, giữa lúc có tin mực nước đập Tam Hiệp vượt mức kiểm soát. Dù Trung Quốc đã bác bỏ khả năng vỡ đập Tam Hiệp, nhưng nhiều chuyên gia vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đập thủy điện lớn nhất thế giới không thể chống chọi được với thiên nhiên. Tam Hiệp là một đập thủy điện nằm chặn sông Trường Giang, sông dài thứ ba trên thế giới tại Tam Đầu Bình, Nghi Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đập Tam Hiệp được bắt đầu xây dựng vào năm 1994, vận hành đầy đủ từ tháng 7 năm 2012 và là đập thủy điện lớn nhất thế giới, có trị giá 36 tỷ đô la Mỹ.
nhìn từ trên cao đập Tam Hiệp như một trường thành khổng lồ, chặn ngang con sông Trường Giang với chiều dài 2.355m và đỉnh đập cao 185m so với mực nước biển. Từ khi những ý tưởng ban đầu về việc xây dựng một con đập khổng lồ trên sông Trường Giang được hình thành, đã có nhiều ý kiến phản đối và lo ngại con đập sẽ hủy hoại cảnh quan di tích khảo cổ, nguy cơ sạt lở và nghiêm trọng hơn là nguy cơ xảy ra thảm họa nếu đập bị vỡ. Nhiều nhà khoa học cảnh báo sự tích tụ chất cặn gần đập Tam Hiệp sẽ đe dọa đến việc kiểm soát lũ. Từ đầu tháng trước, Trung Quốc đang phải trải qua mùa lũ bất thường với cảnh báo mưa bão được ban hành liên tục 26 ngày trong tháng trước, theo Tân Hoa Xã. Ông Lưu Chí Dư, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Thủy văn thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trả lời trên tờ Nhân dân Nhật Báo, trong hơn 20 ngày kể từ tháng trước, mực nước của 197 con sông đã vượt mức cảnh báo, trong đó mực nước của 10 con sông ở mức cao lịch sử. Tình trạng mức nước dâng lên với mức cảnh báo dẫn tới tin đồn rằng đập Tam Hiệp đang biến dạng và người dân nên sơ tán. Còn theo Hoàn Cầu Thời báo, một số báo phương Tây còn thổi phồng tin đồn rằng đập có nguy cơ bị vỡ. Cơ quan Thủy văn thành phố Trùng Khánh hôm vừa qua đã phát cảnh báo lũ mức cao nhất và sơ tán hơn 40.000 người. Hồi cuối tuần trước, mực nước tại đập Tam Hiệp đạt mức 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ, trong khi tốc độ xả nước tăng lên 26.500 m khối một giây. Trang Shanghai đã dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng thảm họa tại đập Tam Hiệp có thể gây ảnh hưởng đến 400 triệu người sống tại các thành phố lớn ở Hạ Lưu như Vũ Hán, Nam Kinh hay Thượng Hải, và những thiệt hại về sinh mạng là khó có thể tránh khỏi nếu một ngày đập Tam Hiệp không thể chống chọi được với mưa lũ. Tính đến tuần này, gần 8,2 triệu người tại 10 tỉnh thuộc lưu vực sông Trường Giang đã bị ảnh hưởng từ nguồn lũ năm nay, 255.000 người phải sơ tán, tổng thiệt hại kinh tế ước tính 3,4 tỷ đô la Mỹ và 861.000 ha đất nông nghiệp bị thiệt hại tại 26 tỉnh thành. Thưa quý vị, những tháng đầu năm 2023, thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bỗng trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Một thành phố 11 triệu dân như Vũ Hán, Trung Quốc thường không nhận được nhiều chú ý trên trường quốc tế, nhưng mọi thứ đã thay đổi cách đây 2 năm vì đại dịch COVID-19. Những ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên được báo cáo tại Vũ Hán từ cuối năm 2019, chủng virus chưa được chính thức đặt tên vào thời điểm đó, nhanh chóng lây lan thành dịch bệnh và khiến chính quyền Trung Quốc phải ra quyết định phong tỏa Vũ Hán. Dù dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng tại thành phố nơi đại dịch bắt đầu, cuộc sống đã dần trở lại bình thường. Thế nhưng khi đại dịch chỉ mới cơ bản được đẩy lùi, thành phố này lại phải đối mặt với những khó khăn mới. Tấm ảnh này do hãng tin Reuters chụp vừa qua. Hình ảnh một người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ trên vỉa hè dọc con sông Trường Giang, đoạn sông chảy qua Vũ Hán vẫn êm đềm như không hề có dấu hiệu của một trận lũ lụt sắp kéo đến. Cũng trong tấm ảnh do Reuters ghi lại, người dân, trẻ em tại thành phố Vũ Hán vẫn còn có thể ngâm mình tắm mát trên sông Trường Giang. Trong khi đó, nước ở thượng nguồn sông Trường Giang đã tăng cao do mưa và lũ lụt đã hoành hành ở nhiều nơi khác của Trung Quốc. Đến những ngày đầu tháng này, người dân thành phố Vũ Hán một lần nữa được yêu cầu ở trong nhà và hạn chế ra ngoài, nhưng không phải vì dịch COVID-19 mà do tình hình mưa lũ đang nghiêm trọng. Tuần trước, thành phố Vũ Hán đã nâng mức ứng phó khẩn cấp mưa lũ lên cấp 2, bậc cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này. Mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường ở thành phố Vũ Hán ngập lụt trên diện rộng. Nước ở mức cao hơn thắt lưng. Tại thành phố Vũ Hán nói riêng, tỉnh Hồ Bắc nói chung, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng làm cho giao thông bị chia cắt, xe cộ đi lại khó khăn. Từ đầu tháng trước, tỉnh Hồ Bắc đã trải qua 6 đợt mưa lớn gây ảnh hưởng tới hơn 5,6 triệu người, thiệt hại kinh tế hơn 780 triệu đô la Mỹ. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã huy động tối đa phương tiện và máy bơm nhằm nhanh chóng bơm hút nước giải tỏa chia cắt giao thông tại tỉnh này. Vũ Hán nằm cách đập thủy điện lớn nhất thế giới Tam Hiệp gần 400 km và nằm ở hạ nguồn sông Trường Giang. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo những ngày tới đây sẽ tiếp tục có mưa lớn từ khu vực Tây Nam Trung Quốc đến khu vực Trung Lưu và Hạ Lưu sông Trường Giang, tỉnh Hồ Bắc và nhiều tỉnh thành khác sẽ bị ảnh hưởng đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng hơn. Theo Tân Hoa Xã, thượng nguồn sông Trường Giang hứng đợt lũ thứ hai trong năm nay từ sáng thứ Bảy, khiến lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên nhanh chóng. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, hồ chứa đập Tam Hiệp chắn ngang sông Trường Giang, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đầu Bình thuộc Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, nhận lưu lượng nước 55.000 m khối trên giây và lưu lượng nước này được dự báo đạt đỉnh lên tới 60.000 m khối trên giây vào lúc 20 giờ cùng ngày theo giờ địa phương.
Theo mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, đỉnh lũ thứ hai đã hình thành trên thượng nguồn sông Trường Giang. Trước đó, sông Trường Giang hướng đỉnh lũ đầu tiên vào chiều ngày thứ Sáu. Đập Tam Hiệp đón nhận dòng nước với lưu lượng đạt đỉnh 53.000 m khối trên giây. Tân Hoa Xã dẫn lời giới chuyên gia từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự báo, lưu vực sông Trường Giang sẽ tiếp tục hứng đợt mưa to mới trong vài ngày tới. Cũng theo Tân Hoa Xã, sau khi hứng đợt mưa to, thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn đập Tam Hiệp được dự báo đón đợt lũ nghiêm trọng nhất từ mùa lũ năm nay. Trước tình trạng sông Trường Giang hứng đợt lũ thứ hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gia tăng hợp tác và phối hợp ứng phó lũ trong lúc mưa to vẫn đang trút xuống ở trung và thượng nguồn sông Trường Giang và lũ nghiêm trọng có thể xuất hiện ở những khu vực khác, theo Tân Hoa Xã. Theo CGTN, ông Tập Cận Bình yêu cầu các chính quyền địa phương và đảng viên chịu trách nhiệm ngăn ngừa thảm họa do lũ gây ra và thực hiện công tác cứu hộ. Đây là chỉ đạo phòng ngừa và kiểm soát thiên tai lần thứ 3 từ ông Tập trong vòng chưa đầy 3 tuần. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.